Thưa quý vị, với việc khai thác các đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến các thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai, Ahmedabad đã mang đến sự tăng trưởng tích cực từ thị trường khách Ấn Độ đối với điểm đến Đà Nẵng. Năm 2022, Ấn Độ góp mặt trong top 10 thị trường quốc tế tại Đà Nẵng với tổng lượng khách lưu trú ước đạt gần 39.360 lượt, chiếm 4,66% cơ cấu khách quốc tế tại thành phố. Theo đó, để khai thác tối đa thị trường này, Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực phát triển và đẩy mạnh thương hiệu điểm đến du lịch cưới. Đà Nẵng với hạ tầng lưu trú sang trọng có nhiều tiềm năng để trở thành điểm đến cưới hấp dẫn của khách Ấn Độ. Du lịch Đà Nẵng xác định trọng tâm của thị trường Ấn Độ là những đám cưới xa hoa được tổ chức trong nhiều ngày với mức chi phí lên đến hàng tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, tỷ phú Ấn Độ đã chọn điểm đến Đà Nẵng để tổ chức siêu đám cưới với gần 500 khách mời. Thành phố đã có chương trình chào đón đoàn nồng hậu ngay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là tín hiệu tích cực để thành phố phát triển loại hình du lịch cưới đối với thị trường đông dân này. Chúng tôi lựa chọn Đà Nẵng để tổ chức đám cưới vì qua khảo sát thấy thành phố rất xinh đẹp, từ những cây cầu tuyệt vời, những bãi biển quyến rũ. Chúng tôi yêu thành phố ánh sáng này rất lộng lẫy về đêm. Bên cạnh đó còn có ẩm thực rất độc đáo. Trên hết khi làm việc với những người Đà Nẵng về lễ cưới, tôi cảm thấy họ rất hiếu khách, tận tình hỗ trợ chúng tôi rất chu đáo. Người Ấn Độ rất là dễ thương và cái văn hóa của Ấn Độ cũng có một chút khác biệt so với các nền văn hóa khác. Thì công ty chúng tôi cũng đã làm việc với các sở ban ngành và cố gắng thực hiện tất cả mọi yêu cầu của họ. Hầu như tất cả mọi yêu cầu của họ đều được thực hiện một cách rất là chuyên nghiệp và tốt nhất để cho những đám cưới như thế này diễn ra một cách suôn sẻ và mang lại cái ấn tượng tốt đẹp nhất về Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Với loại hình du lịch cưới, Đà Nẵng mong muốn xây dựng thương hiệu điểm đến là thành phố của sự kiện cưới, thành phố của minh chứng, hạnh phúc và hành trình tình yêu. Từ năm 2023, dự kiến du lịch Đà Nẵng lần lượt triển khai các hoạt động xúc tiến cho sự kiện cưới nhằm thu hút phân khúc khách cặp đôi, khách chụp ảnh cưới, các sự kiện lễ cưới và khách trăng mật, hỗ trợ các sự kiện cưới quốc tế đến với Đà Nẵng, qua đó góp phần định vị Đà Nẵng điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á, đưa Đà Nẵng là sự lựa chọn nổi bật đối với các cặp đôi khi quyết định địa điểm tổ chức hôn lễ, ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình.